đơn vị ban đầu sẽ bắt đầu đến tay người tiêu dùng vào khoảng tháng 2 năm 2022. Valve đã trì hoãn việc ra mắt Steam Deck 2 tháng. PC cầm tay hiện sẽ bắt đầu xuất xưởng vào tháng 2 năm 2022 thay vì tháng 12 năm nay như đã thông báo trước đó. Công ty đổ lỗi cho sự chậm trễ là do cuộc khủng hoảng chất bán dẫn toàn cầu đang diễn ra đã ảnh hưởng đến mọi thứ, từ giá CPU đến sản xuất xe hơi. Valve cho biết, chúng tôi rất tiếc về điều này, chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải quyết các vấn đề của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng do tình trạng thiếu nguyên liệu, các thành phần không đến được cơ sở sản xuất của chúng tôi để kịp thời gian ra mắt ban đầu. Nếu bạn đặt hàng chiếc Steam Deck trước ngày hôm nay, bạn sẽ giữ nguyên vị trí hiện tại của mình trong dòng đặt trước, nhưng ngày giao hàng Steam Deck của bạn sẽ lùi lại. Valve cho biết họ sẽ cập nhật ước tính vận chuyển ngay sau thông báo ngày hôm nay. Mặc dù có bất kỳ sự chậm trễ nào xảy ra, nhưng thời gian của sự cố này ít nhất cũng phù hợp với việc phát hành các trò chơi lớn như Elden Ring và Dying Light 2. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.